Chào mừng các bạn đến với kênh Món ăn hàng ngày. Bạn hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Mùng tơi có giá trị dinh dưỡng cực cao. Đặc biệt, nếu người lớn tuổi ăn nhiều sẽ có lợi ích rất lớn cho cơ thể. Loại rau này có hương vị tươi mát, lá dày, mọng nước và nhiều chất nhầy, rất giàu canxi, selen, vitamin, protein và các chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt, hàm lượng selen có trong rau mùng tơi gấp 30 lần so với hành tây, còn được gọi là rau trường thọ. Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh, luộc, xào, trộn salad. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm salad rau mùng tơi. Đầu tiên là chúng ta cần nhặt rau mùng tơi, bỏ những cọng già và lá hỏng. Selen là khoáng chất vi lượng có tên gọi đầy đủ là selenium. Mặc dù chỉ chiếm một lượng nhỏ trong cơ thể, nhưng đây là một loại khoáng chất rất cần thiết và có khả năng giúp tăng cường sức khỏe đáng kể. Selen còn giúp củng cố hệ miễn dịch, chống lại các loại bệnh tật rất hiệu quả. Nếu một người thiếu hụt selen sẽ có nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, đột quỵ, xơ vữa động mạch, suy tim, xơ gan, vân vân, và thậm chí là cả ung thư. Do đó, mọi người nên ăn nhiều các loại thực phẩm có selen, trong đó có rau mùng tơi. Người cao tuổi càng nên ăn loại rau này để bồi bổ sức khỏe. Loại rau này có hàm lượng selen cao, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, bổ máu và dạ dày, ngăn ngừa các bệnh khác nhau. Sau đó rửa sạch. Bắc một nồi nước lên bếp. Khi nước sôi, thêm một thìa nhỏ muối, một thìa dầu ăn, cho rau vào trần với lửa lớn trong 1 phút. Vớt rau ra rổ cho ráo nước. Tỏi đập dập, băm nhuyễn, ớt thái nát. Nếu bạn ăn cay thì cho nhiều ớt, mà bạn không ăn cay thì có thể bỏ qua. Bắc một cái chảo lên bếp, cho 2 thìa dầu ăn vào, cho lạc vào rang cùng. Các bạn lưu ý cho lạc vào ngay lúc dầu còn nguội, rang với chế độ lửa nhỏ để cho lạc được chín đều từ ngoài vào trong. Khi lạc chín thì đổ cả dầu và lạc vào bát tỏi ớt băm nhỏ để cho dậy mùi thơm. Cho thêm 1 thìa nhỏ đường,
1 thìa giấm balsamic. Hai thìa nước tương. Một thìa nhỏ dầu hào. Khuấy đều cho các gia vị tan hết. Cho rau vào một cái bát to. Rội hết cái phần nước sốt lên trên. Trộn đều rau và gia vị. Sao cho mỗi lá rau đều phủ nước sốt. Các bạn thân mến, nếu các bạn thích video này, các bạn hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Món salad đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cho rau ra đĩa và cùng thưởng thức. Món salad rau mùng tơi có vị chua cay, sảng khoái, ngon miệng. Đặc biệt, nếu bạn đã ăn nhiều thịt cá thì món rau này sẽ sảng khoái vô cùng. Nếu trong nhà có người già, bạn nên thường xuyên ăn loại rau này, rất tốt cho cơ thể. Chúc các bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.